chào quý vị và các bạn. Nam Bộ đang trong đợt chiều cường giữa tháng 10 âm lịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo mực nước chiều mai tại trạm Phú An và Nhà Bè sẽ vượt báo động 3 từ 5 đến 7 cm. Thời gian chiều lên cao là vào khoảng từ 3 đến 4 giờ chiều, có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhất là ở các tuyến đường trũng thấp ven sông ở Bình Chánh, Nhà Bè và quận 7. Về diễn biến thời tiết, Nam Bộ đang trong chuỗi ngày giảm mưa, nắng nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Nắng cũng là trạng thái chủ đạo ở Tây Nguyên và Trung Bộ trong ngày mai. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa hay từ Thanh Hóa vào đến Phan Thiết, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 đến 32 độ C. Miền Bắc ngày mai dự báo sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều nắng nhiều làm sương tan nhanh, cảm giác còn hơi nóng. Thủ đô Hà Nội và các thành phố khác, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 33 độ C. Trên biển, bão số 8 dự báo đêm nay sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng thấp ở khu vực phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm nay ngày mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Còn quanh hai huyện đảo, Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, ngày mai trời nắng, gió không vượt quá cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.